Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến thảo cầm viên của nhà anh Minh đây quý vị ơi. Nó thú nhóc luôn. Nguyên bày luôn. Quá sao quý vị ơi. Đẹp quá luôn ha. Đây chào anh. Rồi em Minh, mến chào chú anh chị, chào anh Tấn. Thì hôm nay lại tiếp tục lên giao lưu cùng với chú anh chị một quay lô mai giáo hạt của Đức, dáng đáy thú của chú anh chị. Rất là đẹp ha. Thì hôm nay những cây đầu clip của em thì giá nó cây đẹp, giá cao, còn mấy khúc sau thì có một số cây nhỏ nhỏ xinh xinh ha, giá yêu thương luôn. Có cặp cũng có của chú chị. Bắt đầu theo mình sẽ tiến hành vào cây số 1 của chú chị mình ha. Ủa, em tiếp tục cái clip ngày hôm qua là mã số 37 để cho cái bên cái cây của em gửi đi nó không có bị nhầm lẫn của chú chị anh chị mình nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi bắt đầu mình tiến hành vào cây số 37 là cây đầu clip ha. Rồi, mã số 37. 37 hoành 17 giá 370.000 của chú chị. Chân cẳng đầy đủ ha. Chân cẳng nó cho mình là ok luôn các chú chị. Nó đủ luôn. Chân trước, chân sau gì có đầy đủ ha, có đuôi ha. Cái này về mình chơi bên sai cũng đẹp, mình nuôi tàng là cũng được của chú anh cho mình ha. Rồi. Mã số 37 giá 370.000. Rồi, xuống cây luôn. Mã số tiếp theo luôn. Rồi, mã số tiếp theo là mã số 38. Thì VIP ạ. Đây là VIP ạ. Đây là đỉnh luôn của chú chị mình ơi. Đây, chân cẳng. Đẹp không chú chị? Đẹp đẹp quá ha. Hoành 20 giá 900 của chú anh chị. Cây cây lớn đẹp, cây nó chuẩn nét luôn thì nó phải giá nó phải căng chút của chú anh chị. Rồi. Xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục một em hàng đỉnh rồi của nhà anh chị mình đây. Số 39 ha. 39. Cái này đều rang luôn rồi quý vị ơi. Này nói quý vị mà lấy lại cái tông tàn cũng ok ha. Mã số 39 hoành 20 giá 700. Đây. Đó, con chú chị nào yêu thích giá mềm mềm con này là chơi được nha, giá 700.000 thôi, hoành 20 rõ nét cho mình luôn chú chị. Đó, hoạt hình này đẹp không, quá đỉnh. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mã số 40. 40 của em nó đây. Cái này 40 hoành 19 giá 600. Tay cành là lực okay. Lưỡng luôn ha. Mấy cái này gì không cần phải ghép của cho anh em đây. Nuôi tay cành là mình chơi cũng đẹp. Tại này giáo hạt. Đế nó thì quá VIP rồi. Cây đẹp, giá yêu thương 19 hoành giá 600. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Rồi, mã số 41. 41. Em này là tay cành đẹp luôn nha. Hoành 18 giá 400. Rồi, tay cành đây. Rồi, chủ yếu là đoạn dưới đây ha quý vị. Đây, để đây, chân cẳng đầy đủ ha. Ui, chản luôn. Đó. Quá đẹp, ha quý chị. 400. 400. Rồi, xuống cây luôn, giá yêu thương. Ôi, cái này quá nặng luôn. Rồi, tiếp tục. Mã số 42, hoành 19, giá 600. Vì không nghe kỹ này nha. Đó, chân cẳng nè. Có đùi nhỏ nhỏ luôn. Dương chân luôn á gì? Dương chân. Giá yêu thương ha. Giá 600. Rồi, xuống cây luôn. 600.000. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Tiếp theo là một em VIP luôn. Tại mấy cái đầu clip của em thì mấy cái đẹp thôi chứ chị. Mấy cây sau này thì nó có cặp, có nhỏ, có ha. Tại cành đều rang ha. Tại cành nó dáng hơi lắc nhẹ, này mình chơi bonsai đẹp hơn nha. Cái này 19 hoành giá 700. Rồi, chân cẳng đây quý vị ơi. Đó. Con này là thú cái chứ chú chị. Thú cái bụng bự ha. Này, con này đang có chữa đó. Chú chị mình chốt mấy con này đem về làm mấy mốt nó đẻ ra nguyên bầy luôn á. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 44. Luôn. Rồi, con này làm bầu chưa tới, giá yêu thương luôn. Cái này hoành lớn mà làm bầu nó không có được tới lắm ha. Đây. Hoành 16, giá 270.000 của chú chị. Đang nằm hả? Đang nằm. Chân cẳng này mình khai thác sâu xuống là nó đẹp cũng vậy. Bên đây có chân hết nha. Đây, đây có chân. Có chân này hoài nha chú chị. Tại do làm bầu không tới em phải bán bắt buộc em phải giao lưu giá mềm chút. 270.000 cho mã số. Rồi. 44. Đúng cây luôn. Rồi, 45 của chú chị. 45. 45, hoành 13, giá 320.000. Ta cần đều luôn, ta cần đều. Rõ nét luôn. Để đây. Chân cẳng em nó là rõ nét luôn. Đó, chị thấy cái em nó ngoái đầu nhìn đẹp không chú chị? Ngoái đầu ha. Đẹp không chú chị? Mấy cái này chơi tàn cũng được mà chơi bonsai cũng đẹp. 320 ha. 320. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục của em 46. Rồi, 46 đây.
Bút sáo này em này dáng thế nó quá đẹp luôn. Cây này thì giá hơi căng chút. Bữa này đâu căng, giá 320.000 rẻ rê. Căng gì? Đâu căng gì đâu. Đâu căng gì đâu, có đến gì. Đó, 320.000 nguyên con rõ nét cho mình luôn mà. Vành 15. Tại cạnh cũng ok nè ha. Tất cả những cây bên em thì em đều bao sóng bao ship của chú nhìn mọi miền Tổ quốc ha. Rồi, xuống cây luôn. Đây. Tiếp tục em 47, vành 17 giá 300. Mấy con này của chú chị mình tranh thủ mình chốt ha, con vừa rồi với con này là đẹp, giá vừa hợp lý mình chơi luôn, cây đẹp luôn. Rồi để luôn rồi quý vị, để nó rõ nét cho mình luôn, chân cẳng em nó đầy đủ của chú chị, quay hơi lẹ phải không, phải chậm chậm chút cho cô chú chị mình nhìn cho nó rõ ha. Đó, đẹp không chú chị? Cây thì quá đẹp luôn ha. Rồi, quá yêu thương luôn. 300 xuống cây. Rồi tiếp tục một em mã số 48. Rồi, 48 đây. Cái này con này là cái này mình không có tính con được, con này nó giống như chiếc máy bay mà Leica không chị, giống Leica không? Đó, giống Leica không chứ chị? Gắn máy chỉnh sóng là nó sống luôn. Còn 14 giá 320 chứ chị. Của chú anh chị chốt của Leica này là gì, mình quay phim đồ này kia thoải mái lắm nha. Giá rẻ rẻ luôn của chú anh chị. Quay ngoài cảnh là hết ý. Rồi xuống cây. Rồi mã số 49, hoành 17, giá 450 chú chị. À, em này tay cành đều nó được thêm cái là nu bắt trúc rất là đẹp, có gì nó ngẩn trong thân đẹp ha. Đó, lạ mắt. Để này, hai chân trước nè, chồm luôn ha. Đó. Cái mình bự tổ luôn nha chú chị. Chắc này con này con cái nha. Đừng lưng đầu vậy. Này đang có chữa chuẩn bị đẻ. Rồi à. Giá. Giá 450 ha. 450. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục em 50, giá yêu thương luôn. Hoành 14 giá 300 chân đế là ngon lành đàng hoàng luôn. Mấy cái này về mình chơi mình ghép mình để bàn chơi nè, hết thuốc không có chú chị, nó đẹp ha. Rồi 300 vậy bao ship rồi. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục con em này em quái nha, số 51 ha. 51 hoành 17 giá 400. Tại cạnh cũng đều quá nè quý vị. Để đây nó tên lưng chụp xuống cho gì xem nữa, ha. Quái lắm của chú chị, chân cẳng đầy đủ ha. Đuôi đầy đủ luôn nè, rất đẹp ha. Cái này mình khai thác sâu xuống đẹp lắm. Rồi giá 400 cái gì đó xuống cây luôn. Rồi tiếp tục số 52 ha. Mà số 52 còn 17 giá 500. Tại nguyên nhân em này là rõ nét cho mình luôn, đây chân nó là quá đẹp luôn chú chị. Còn đế còn bự không ha, còn bự không còn, con này đúng không? Giá nó phải hơn tại nó rõ nét lắm chú chị, nó nguyên con rõ nét luôn ha. Rồi xuống cây ha, 500 thu rõ nét luôn. Rồi tiếp tục một em này. Mã số 53 hoành 19 giá 500. Đó, tông tàn ở trên quý vị, lực ha, đẹp nè, nó sẽ đẹp của chú anh chị. Vậy vô em nói đây, quá đẹp luôn ha. Đó, có đây chân bỏ nè, này hai chân bên đây ha, là mình tính sao nó mà nó nhìn nó ngoài đẹp quá chú chị. Giá 500. Rồi, rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 454 chú chị, mình 13, giá 280.000. Con này là rõ nét cho mình luôn nha, chân cẳng là ok la luôn. Giá quá yêu thương luôn. Quá bị kiến quá luôn. Nhà em cho bị kiến nhiều quá. Màu xịt nha. Rồi giá 28 ha. Rồi xuống cây luôn. Kiến thà cây của mấy con thú em đi ráo của chú nhanh cho mình đây. Số 55. Mã số 55 hoành 16 giá 400 quý vị. Rồi chân cẳng luôn quý vị ơi. Rồi giá 400 ha. Giá 400. Rồi xuống cây luôn. Số 57. Chị, chưa 56, vậy 57 liền nha. Rồi, vậy xuống 57 lên 56. Rồi, 56. À, hôm nay tay cành đẹp quá. Tay cành nào quý vị? Không biết tay cành trước ha. Đó, đặt luôn. Rồi, xuống dưới ha quý vị. Thủ. Hoành 15 giá là 600 quý vị anh chị. Đùi quái ha. Này đẹp quá chứ anh chị. Hoành 15 giá 600. Quấn hoàng cái ha. Rồi 600. Rồi cây luôn. Rồi tiếp tục em này. Dạ yeah, nặng quá. Cái hoành 18 giá 650. Tay cành đẹp luôn ha. Để luôn.
Thay cành đẹp, đế đẹp luôn. Em này đẹp không chứ anh chị? Hai chân trước, chân sau, đuôi, nhóc đuôi luôn. Rồi, 6,5 cái gì vậy? Cái này đẹp cây quá. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 58 bằng sau cái chân anh kìa. Rồi, 58. Rồi, đây. 58 đây. 58 là một con cua, này là cua hoàng đế của chúng ta anh chị. Càng bự ha. Cái này giá 270 ngàn của chúng chị, bình 14. Cái này mình chơi bonsai cho anh chị. Cua hoàng đế ha. Rồi, xuống cây luôn. 270. 59. Rồi, 59 luôn. Một con cua hoàng đế tiếp tục. Nói chứ con này ăn thú nha. Con này 270 luôn chứ chị, quần 14. Đẹp, đẹp không? 270. Rồi, xuống cây luôn. Mã số vừa rồi là 59 nha quý vị. Rồi, mã số 60. Rồi, 60 đây. Quần 18, giá 4,5 của chú chị. Tha cành này cũng tương đối đẹp. Mình thú thì rõ nét cho mình luôn. Chim ngưỡng vẻ đẹp của em đó nha. 450 ha. Đó, cô chú chị mình muốn chim ngưỡng lâu dài thì mình cứ giật alo cho em. À, rồi, xuống cây luôn. Tận mắt thì alo ha. Rồi. Đây, một em quái thú. Cái mã số 61, hoành 14, giá 270 của chú chị. Mã số 61. Chân cẳng em nó đầy đủ của chú chị, hai chân trước có đầy đủ nha. Mình cong cong ha. Ừ, mình cong xuống. Gồng lưng. Này, các đang tập thể dục. Rồi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi em lên một cặp của chị bên đây. Rồi, cặp mã số 62. Cặp này mình để vậy nè, xây cho nó này là tả hữu mà. Một cặp này là một cặp bên tả bên hữu cho chú chị. Tả hữu bình bình đó gì. Tả hữu bình bình. Mã số 62 quanh 16 giá 500 chú chị anh chị, có 250 ngàn cây à. Đó, cặp về là 500. Bao ship tới nhà và bao sống luôn nha quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục. Mã số 62 63. Rồi, 63. Quanh 14 giá 300 chú anh chị. Em này thì chân cẳng cho nó là ngon lành luôn nha chú anh chị. Nhìn thấy đẹp không chú anh chị? Chân cẳng đầy đủ ha. Chân cẳng đầy đủ. Rồi, 300. Rồi, xuống cây luôn. Em lên một cặp không chú anh chị mình đây. 64, một cặp. Một cặp. Một cặp này mã số 64 hoành 13, giá 300 một cặp. Đây. Đó, một cặp này của chú anh chị mình không chốt thôi luôn. Giá 300 ngàn, có 150 ngàn cây. Bao sống mà bao ship. Mà bao sống mà bao ship luôn nữa. Chú anh chị mình bỏ ra 300 ngàn được 3 cái bao của chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Mã số. Rồi, mã số 65, bằng 12 giá 300. Cặp luôn. Đây. Ba trăm ngàn luôn. Hai con luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, em lên một con em VIP nào không chị bên đây. 66 ha. Cái này quá đẹp luôn. Đẹp từ thân cành luôn nè quý vị. Đẹp từ thân cành xuống tới trên luôn mà giá yêu thương luôn. Cành giá chỉ có 800 ngàn thôi. Cái gì cũng kỹ này cái ha. Hoành 19. Đuôi méo, đây đuôi bự ha. Rồi, xe qua mặt kia quý vị. Chân cẳng bên đây có luôn, đủ ha. Dư chân cho quý vị luôn. Quá đẹp luôn ha. Con này đẹp thiệt đẹp ạ. Giá quá mềm mại luôn, 800 ngàn. Con này cũng báo rồi, lưng có sọc. Vậy đấy, chặt từ trên lưng xuống đây. Rồi, xuống cây không có gì. Nhìn cứu kiểm đó ha. Thế là em đó, mấy có anh phố anh nghiên cứu hết rồi. Quý vị nhanh chân à. Nhanh chân. Tay lên nha quý vị. Rồi một qua cặp này là mã số 67 hoành 12 giá 250 của chú chị. Một cặp chỉ có 250 thôi. Đó, nhìn thấy nó giá quá mềm mại luôn chú anh chị mình ơi. Cặp nhanh tay mình chốt mấy cái này về mình chơi cho chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Xuống này hả? Rồi 68 lên luôn. 68. Đây, một em này là chân xổm nha. Hoành 15 giá 350. Chân xổm quay về cho thấy nó đầu xổm hơn quay về đó. Xổm nhìn đó 350. Rồi, xuống cây luôn. Đây 69. Cặp luôn, một cặp 69 của chú anh chị. Một cặp nhỏ nhỏ mini nhỏ nhỏ luôn. Hoành 11 giá 200. Một cặp. Một cặp 200 ngàn. Quá mềm mại luôn. Hai mềm xèo luôn ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 70 của chú anh chị mình ơi. 70. Hoành 12 giá 270. Em này là rõ nét luôn, cô chú anh chị mình nhanh tay mình chốt anh này nha.
chứ để không còn. Này mình về mình cắt, mình chơi bonsai là hết bài luôn anh chị. Ghép để bàn chơi là tới Tết cái mình đem mình phe bạn bè rồi ha. Rồi 27 ha. Rồi xuống cây luôn. Cặp nữa. Rồi một cặp nữa. 71 ha. 71. Giá hoành 15, giá 300.000 thôi anh chị. Ta cành khá quá đây. Đây, để 300.000. 300.000 một cặp luôn. Có duyên không? Nhìn em nó có duyên quá, mấy cái này chơi ghép cho mình xài hết bài luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, 72. 72 này 16 quanh, giá 350 của chú anh chị. Của chú anh chị mình nhanh tay một chút, mấy cái này về mình chơi để bàn là đẹp lắm. Mình dài thon luôn ha. Ngắm nghía kỹ nha. Đó. Hai chân luôn. Chân nó có đầy đủ luôn của chú anh chị mình đây. Hai chân trước nghiêm là nó nghiêm chỉnh đàng hoàng nha. Rồi, em lên một cặp nhỏ nhỏ này đó là xong đó của chúng ta. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, của chúng chị mình cái hàng này là hàng hàng trực quấn đế. Mã số. Mã số 73. Cái này hoành là 13, giá 200.000 một cặp của chúng chị. Em này là bao ship mình tới nơi luôn của chúng chị mình ơi. Cái hàng khác nữa ha. Hàng này hàng quấn đế nha quý chị. Tại nói chứ cái nằm trong cái lô này mà người ta bẻ còn sót không chị? Còn sót nó ra sao hàng quấn đế nè, quấn cổ đế bí nè hoàng nè chứ đâu phải giỡn đâu. Rồi cái này cũng là cái cuối clip em hứa chú anh chị. Cuối clip em thì em cũng rất mong cô chú anh chị mình vào xem like ha. Ứng ý hợp nhãn thì ha alo. Còn không ứng ý hợp nhãn thì mình xem mình đợi những clip khác đó chú anh chị. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị clip sau ha.